Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục lên clip để phục vụ cho anh em ha. Hôm nay lên 16 món anh em ha. Thì anh em xem coi có thích hợp với công việc của mình thì cứ liên hệ em ha. Có số điện thoại có ghi phần tiêu đề. Thì anh em mình mua hàng thì chỗ nào em gửi được thì em sẽ gửi cho anh em ha. Còn nếu như gửi mà không có chấp nhận đi được thì em sẽ lưu hàng để cho anh em ha. Anh em yên tâm ha. Đó. Thì em sẽ cố gắng sắp xếp để giao hàng nhanh nhất cho anh em ha. Thì anh em thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương gì đó thì hôm bữa có lưu hàng đó mà nó còn dính lại nè, bu cục nó hoàn dễ, em cũng lưu hàng cho anh em ha. Anh em chờ nhận hàng giùm em nha. Rồi, thì giá hôm nay là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh em, lưu ý ha, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, em vô chi tiết từng món cho anh em xem ha. Đầu tiên nè, mã số 1 ha. Mã số 1 em bán giá 150.000 nha anh em. Số 1 bán giá 150.000 ha. Gồm 2, 4, 6, 7 cây dít luôn. Trừ nè 19 nè ha. Của Vsell. Này của Vsell luôn nè. Đó, mà nó bẻ cong xuống cho mình dặn trong góc nha anh em. Trừ ha. Dài 17 nè. À, cái này có thể thay mũi luôn anh em. Đó mà nó bị bể này nha. Dài 19 nè. À, cái này cộng ha. Dài 18 rưỡi nè. Cái này hồ lô của Vsell anh em. Dài 19 rưỡi nha, hồ lô trừ ha của Vsell. Đó, cái này cộng nè, đầu đóng luôn nha. Dài ha. Cái này 14 rưỡi. Rồi mã số 1 em bán giá 150.000 ha. Tiếp theo mã số 2 bán giá 150.000 ha. Đó. Giúp này mới anh em ha. Gồm nè, cổ Vsell ha. Ok nè. Cũng cổ Vsell luôn, cán gỗ ha. Đó, Vsell nè. Ngắn nha. Đó, còn cây gốc anh em. BH3. Ừ, cây trừ nè. Ừ. Rồi mã số 2 em bán với giá 150.000 nha. Anh ra băng luôn. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em ha. Đó, mã số 3. Số 3 là 4 cây kiềm cá. Đó, em bán với giá 150.000 nha anh em. Nè, cây này thì của Top nè. Cây này của KTC. Cái này của Sanki đó, còn cây này thì của hãng xe đi theo 4 cây. Bán giá 150.000 luôn. Ừ. Ngoại hình anh em ha. 4 cây nè, bự nhỏ có nha. Cây này thì dài 16 rưỡi. Đó, cây này của KTC xịn sò ra băng luôn. Cây này thân dài 2 tấc ha. Đó, còn cây này thì dài 2 tấc luôn. Cây này dài 16 à. Rồi 4 cây. Đó, 4 cây 150.000 ha. Mã số 3, 4 cây 150.000. Tiếp theo mã số 4, em bán giá 180.000 nha anh em. Cho tôi kéo cắt cành ha. Đó, 180 ha. Cái lò xo không đủ tiền. Nè, cái này nó bị mẻ cái lử chót nha anh em, nhưng mà không có sao ha. Đó. Nè, đó có chữ nghĩa là đàng hoàng, cây này xây dài 18 anh em ha. Ừ. Lưỡi ngon lành ha. Rồi mã số 4 bán giá 180 nha anh em. Tiếp theo mã số 5 là gồm combo nè, cắt kềm mỏ nhọn ha. Và tìm cộng lực luôn. Đó nè. Đó là lưỡi nè anh em ha. Nghiệm nè ha. Cái lưỡi nó không được đẹp anh em, nó bị mẻ tí ha. Đó, bán combo cho anh em xài luôn. Đây nha, ngoại hình ha. Kìm này dài 19. Đó, còn cây cắt nè. Cái cắt này thì của gì nhưng mà có dấu rít nè anh em. Ừ, có dấu rít ha. Kìm này ngắn anh em, có lỗ tuốt dây luôn ha. Ừ. Thì cây này dài 13 rưỡi. Còn cây mỏ nhọn này ha, cây này cũng nari anh em.
gan hàm còn ngon lành ha. Nari ha, ngoại hình còn ngon ha. Đó, cây này dài 16,5 rồi, ba cây em bán giá 260.000 anh em. Đó, 260.000 cho combo ha. Tiếp theo mã số 6. Đó, một cây kèm của MCC. Đó, MCC ha, các cộng lực anh em. Lưỡi nè ngon lành ha, lưỡi không mẻ nè. Lưỡi chích dịch à. MCC ha. Bán giá 120.000 mã số 6 nha, 120 mã số 6. Rồi mã số 6 cây kiềm cộng lực bán giá 120. Tiếp theo số 7 gồm một mớ kéo nè, bán giá 150.000 ha. Đó, một cây nè ha. Ra băng luôn em ha. Còn cây này gấp than gấp gì nữa ha, hai cây. Ba cây lưỡi ngon lành hết nha em. 4 cây. 5 cây. Đó, cây này 6 cây ha. Dài anh em ha. 7 cây. Đó, rồi mã số 7 ha. Đó, số 7 bán giá 150.000 cho 7 cây kéo. Tiếp theo mã số 8 bán giá 110.000 ha. Tầm 24 cây. Đó. Cây này 2 mét anh em. Một cây 2 mét nha. Cây này 5,5 mét nè, vậy anh em mình vệ sinh lại ha, 5,5 mét nha. Còn cây này thì nó bị bể cái này nha anh em, 5,5 mét hết ha. Đó. Nè, nó bị dạng như vậy ha, ngoại hình nè, 5,5 mét nữa nè ha. Đó. Vậy anh em mình vệ sinh. Rồi mã số 7 bán giá 110.000, 4 hộp ha. Đó, 3 hộp 5,5 mét, 2 mét. Số 8 110. Tiếp theo số 9, hai cây ngõ lết ha, bán giá 250. Cây này xây hiếp, xây 200. Căn hàm ha. Hoạt động bình thường. Đó, còn cây này xây 250, cây này mới anh em. Của Sanky. Mới ha. Rồi. Hai cây bán với giá là không ngờ lắm. Bán giá 250.000 ha, mã số 9 250.000. Đó, số 9 250.000. Tiếp theo số 10, bán giá 210.000 ha. Đó, búa nè, gồm 4. Ba cây búa và một cái đầu búa ha. Đó. Búa gò nè anh em. Đó, ngoại hình nè ha, thanh lý cho anh em xài luôn. Rồi, 6,5 ha. Nè, đó, cái búa này cán xịn sò ha. Cái này có thể bẻ anh em. Bẻ sắt, bẻ đinh gì đó ha. Cái này dài tắt nè. Búa nè ha. Cán dài 33 ha. Đầu búa bi nè anh em ha. Đó, bi tà anh em. Này dài 7,5 nè, dài 7,5. 29 nha. Còn cái này đẹp anh em. Cái này đẹp ha. Có chữ nha, à, có chữ nè. Nhìn thấy ha. Đó, có chữ ha. Này dài 9 phân, đường kính của búa là 2,5 ha. Dài là 33. Rồi mã số 10 bán giá 210.000 ha. Đó, gồm 4 món anh em ha, 210.000. Tiếp theo mã số 11. Đó, một cái lưỡi kéo anh em ha, bán giá 140.000, lưỡi của ARS. ARS mất in ra băng nè, nó ngoại hình lưỡi ha, không mẻ lưỡi nha anh em. Đấy, thì về lấy cước chạy ra cái là lụm sáng hới ha. Đó, lưỡi của ARS anh em ha. Lưỡi này dài thép trắng á, lưỡi này dài 21 nè, đó. In ra băng luôn nha. Rồi mã số 11 bán giá 140.000. Tiếp theo 12 bán giá 90.000 ha, cây cưa ship anh em. Lưỡi nè. Vậy anh em mình lấy cước chài ra. Rồi cây cưa ship bán giá 90.000, mã số 12 90. Tiếp theo mã số 13 bán giá 120.000 ha, cây kìm cắt kẽm ha. Kéo cắt kẽm anh em. Cắt trắng luôn ha. MCC da băng. Nè, MCC da băng làm cán này ha, mất hết cái cán nè, hoạt động bình thường, lưỡi còn ngon lành ha. Nè. Đó, cây này xây nó dài
xe dài 20, rồi mã số 13 bán giá 120. Rồi tiếp theo 14 bán giá 310.000 ha. À, bộ gì khóa nè. Khóa dòng nè. Đó, khóa dòng ha. 11 10 11 13 22 24 14 10 14 17 rồi 10 12 8 10 17 19 đó, 17 19 rồi 18 21 18 21 ha. 19 với 19 21 qua đây 19 21. Đó, mã số 4 310.000 ha. Màn hình nha anh em. 19 21 là tự động nha. Đó. 2 4 6 7 cây ha. Đó, mã số 14 310.000. Rồi, tiếp theo 15 là bộ dũa anh em. Bộ dũa ha, hôm nay gom được nó dưới đáy nè. Bộ dũa này 150.000 ha. Cây này tròn anh em, bị gãy một khúc rồi nha. Bị gãy ha. Còn có một tắc nè anh em, nó này dẹp ha. Dẹp cũng là một tắc nha. Cái này dũa bốn cạnh luôn. Dài tắc luôn. Cái này dài 3 phân, 25 nè. Có cái này dài 21 rữ. Cái này dài 25. Đó, cái này gãy anh em ha. Đó, thảy vô cho anh em xài luôn, còn tắc ha. Dũa lá. Này 10 12. Này tắt ha. Rồi combo này bán giá là 150.000 ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây nè. Đó 9 cây 150.000, mã số 15 150.000. Rồi tiếp theo mã số 16 bán giá 140.000. Đó cho cây kéo anh em ha, cây kéo tỉa lá, tỉa hàng rào gì nè. Đó anh em tỉa ha, lưỡi nè, lưỡi rất là ngon ha. Hoạt động bình thường này, mắt ngóc này về anh em để ngóc vô nghe anh em. Lưỡi nó là mười mấy nè, đó tầm mười mấy ha. Rồi mã số 16 bán giá 140.000. Đó cũng là kết thúc clip ngày hôm nay anh em. Đó anh em xem có món nào thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em ghi với phần tiêu đề anh em. Rồi xin kết thúc clip ha.